thưa quý vị tập đoàn Smith của Mỹ vừa cho ra mắt công nghệ RFID giúp cho người tiêu dùng tránh mua phải hàng giả khi thay lõi máy lọc nước đây là công nghệ nhận dạng lõi lọc chính hãng bằng tần số vô tuyến RFID được ứng dụng trên sản phẩm máy lọc nước K400 con chip điện tử gắn trong thẻ RFID đi kèm giấy lõi lọc khi thay lõi con chip điện tử sẽ phát ra mã nhận dạng giúp cho máy lọc nước xác định được đâu là lõi lọc chính hãng Bên cạnh đó, công nghệ lọc nước RO SideStream hiện nay có thể giúp loại bỏ các kim loại nặng, vi khuẩn, quá chất độc hại, dung môi công nghiệp tồn dư trong nước máy, giúp giảm 56% lượng nước thải, tăng 66% lượng nước tinh khiết, kéo dài tuổi thọ màng lọc trung bình lên đến 3 năm, cao hơn 1,5 lần so với công nghệ RO thông thường. Lõi lọc, lọc là bộ phận quan trọng nhất của máy lọc nước, quyết định chất lượng nước sau lọc. Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam công nghệ RFID của tập đoàn A.O. Smith để giúp người tiêu dùng có thể an tâm khi sử dụng máy lọc nước, không lo mua phải lỗi lọc kém chất lượng đang được bán tràn lan trên thị trường.